Kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh của ô tô Đức Thiện, có địa chỉ tại số 10 phố Thanh Thái, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay em xin lên sóng một mẫu xe, đó là chiếc Hyundai Santa Fe đời 2014, phiên bản máy xăng 2.4. Santa Fe thì là một cái mẫu xe nó đã rất là quen thuộc và đã khẳng định được tên tuổi tại thị trường Việt Nam. Nó rất được ưa chuộng, một mẫu xe gia đình cực kỳ tiện lợi. Sau đây xin mời quý vị cùng đi về tổng thể nội ngoại thất chiếc xe ạ. Những chiếc xe của Hàn thì luôn mang lại cảm giác thiết kế rất là hiện đại và đẹp mắt. Xe được trang bị bộ đèn bi LED đây quý vị, cực kỳ đẹp luôn, bi vuông và có một tính năng rửa đèn rất là hiện đại. Gầm thì đã được độ lên bi LED, là đèn độ quý nhá, đèn gầm độ bi LED đôi, cực đẹp. Mời quý vị cùng đi về tổng thể xung quanh xe. Xe thì đã được lên một dàn lốp Michelin đời 2021, cực kỳ mới luôn. Đấy, lốp vừa thay 2021 và dàn lốp mới. Đấy, có nguyên dầu này. Nếu mà xe quý vị lấy về chỉ việc đi thôi, dàn lốp mới cứng và bên em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Chất lượng thì quý vị có thể đánh giá kiểm tra thoải mái ạ. Bên em bao cam kết chất lượng là xe không ngập nước, không tai nạn, máy móc zin. Đó, ô tô Đức Thiện, số 10 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội. Một mẫu xe gia đình cực kỳ tiện nghi và rộng rãi, Santa Fe. Máy xăng 2.4 thì chạy cực kỳ bốc luôn. Đấy, sơn vẫn còn rất là đều quý vị nhá. Xước xác ngoài da thì không thể tránh được, nhưng mà về chất lượng thì bên em cam kết rõ ràng luôn. Xe trang bị khóa thông minh, đóng mở một chạm rất tiện. Đấy, về chất lượng xe quý vị xem phần keo chỉ này, keo zin luôn nhá, rất đẹp, không hề mất một phân. Đó, cái táp ly cửa này, xe thì đã được lên một bộ ghế da màu nâu rất đẹp. Đấy, rất là sang quý vị nhá. Ghế lái chỉnh điện rất nhiều hướng. Đấy, vô lăng này nó vẫn còn cái độ sần nhá, nhìn rất là mới. Tích hợp rất nhiều phím bấm, cruise control có này. Đấy, tăng chỉnh âm lượng rồi là nghe gọi điện thoại, cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo, eco, tiết kiệm nhiên liệu. Nói chung những cái tính năng cơ bản nó đầy đủ cả. Đấy, mời quý vị cùng sang bên kia để quan sát rõ phần nội thất hơn ạ. Đó, xe thì được độ lên một cái màn rất là to, cực kỳ hiện đại luôn, giống như những chiếc xe điện. Đó, điều hòa tự động hai vùng. Đó, đèn start top, cruise control. Nói chung option cơ bản là trang bị rất nhiều. Đấy, xe quý vị về còn được thêm một cái màn hình rất hiện đại. Là một chiếc xe gia đình rất là rộng rãi, tiện nghi, hàng ghế thứ hai ngồi cực kỳ thoải mái luôn. À, còn có cả một cái bệ tì tay đó, cùng hai khay để nước. Ghế còn rất là mới quý vị nhá. Đó, rất là rộng luôn. Trải sàn 3D rồi là dàn kính chống nóng đầy đủ cả. Xe sử dụng động cơ xăng 2.4, chạy cực kỳ bốc luôn. Đấy, máy thì bên em đã dọn dẹp sạch sẽ để quý vị quan sát dễ hơn. Đấy, từ những con ốc chân máy này vẫn còn nguyên zin nhá, nguyên vết sơn đánh dấu. Đấy, từ keo chỉ này không mất một phần luôn, rất đẹp. Máy móc zin, xe không ngập nước, không tai nạn, đó là những tiêu chí bên em cam kết. Quý vị có thể đánh giá hãng kiểm tra thoải mái ạ. Chiếc Hyundai Santa Fe máy xăng đời 2014. Nếu như quý vị nào quan tâm thì hãy liên hệ đến hotline em để dưới màn hình, hoặc qua trực tiếp địa chỉ là ô tô Đức Thiện, số 10 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội. Nếu quý vị thích hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ ô tô Đức Thiện ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau. We'll be right back.